Su ơi, dạ em này vô giúp anh nha. Dạ. Chị, nói nghe nè, khó nói quá mà thôi nói luôn. Thì cứ nói đi. Dạo này công việc nó cũng nặng nề quá, mà cái mức lương thì nó hơi ít, cho nên chắc em đổi quán quá à, chứ vậy sao sống nổi. Hiểu ý em đúng không? Em nói thì anh thấy cũng có ý đúng á. Thôi bây giờ em vô trong đi, rồi hai đứa mình bàn bạc. Ok. Thì hồi nãy anh nghe em nói thì cũng có lý. Và bây giờ anh tính về thì đây cũng là chỗ làm ăn mà. Sao? Thôi mọi người nhường nhau một bước đi. Ok, ra hết đây bình thường, dường bình thường. Thì anh lùi một bước, em lùi một bước. Ok, được, được hết. Rồi lương sao? Thì anh không tăng lương, em không nghĩ gì. Bruh.